bạn đã lớn cái giờ mà đòi khai cái phòng thông hay hay rệp xong phơi một hộp bên đây đã ngày nay cứ rệp xong ăn sạch và sạch mà tạm phơi miếng bái ta ăn miếng hộp ấy giờ ngặt chồ nhâm bài tạm phơi một tháng chơi giờ chồ ăn sạch hay quay chơi mà nó cứ tiệt hay cho tha tha tiêm chung nó vậy sao lâu đó cái lái xem ra mà mày chập đang rệp xong đốt phơi ngay, đốt phơi ăn sạch là ta, ta đo cái lái này khuyên bài với cực này, chỗ tình sạch nhiệt mà đóm, là mà lâu ấy, mà lâu hay rệp chậm đốt phơi, mà với khmer nhưng mà khmer đốt phơi, đấy khmer. Lấy chân mà đo cả cầm bông thông hay hay gì vô xí rung khai đấy mà nó dân xâm ra nó ăn sạch hàng cao nó chập đau mà rep chom ăn sạch sạch hay hộp bài hay bạn dùng to tầm nào tầm một tiết mời được cùng cực cho nên dùng dùng mạch ăn đi dùng tất cả là chân không đi trên bọn ăn tất cả giờ chân thầm mình khỏi sạch ăn ngành cùng cực cho tất cả dùng dùng tầm ra chập đám đo vẹn đốt hơi đốt ăn đốt ăn và mấy cái chia nhiệt cấp bay cái này ăn nhiệt cấp bay mà nó khai cái phong thông cái nhiệt cấp bay nó phải nhìn dùng đó đau đã khuôn nữa đi mà khuôn nữa sao đi mà sao đã khuôn nữa sao bàm vô ấy nó ตัดติ้งยังโจ้ตัดติ้งไข่ไข่คู่ไข่คู่ไข่ดิจังส่วนจู้กันได้ดังบ้านมองหลอกบ้านไอ้กระเบยยังลอยหือเขาเนี่ยอันไหนลอยไป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 ลอ
Để chạp đá, chạy chạy bài cái này hơi đỏ mong. Đã sạch mà đông. Đã sạch mà mùi nè. Quê cha nè. Ý, bà nó từ đi hên chứ nè. Đã hơi mà chạp luôn này.
và đại chậm luôn. Có những cái cài nó kinh bông việt nam, tôi chơi xài bông bưởiên thấy, nhóm mình đây bưởiên, à châu mao, à nhâm thô, cái được cái này, cái này, chúng ta không bỏ trên gì hết, lo, đừng nông đi, ăn ngắn. Bởi một nhà chung ngư là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.